Dạ em xin chào cả nhà. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới quý cô chú anh chị là một căn nhà diện tích là 4x9, hướng tây, hẻm ba sạc đường 1A, ấp 1, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh. Thì căn nhà này view hồ, nói chung view rất là đẹp nha quý anh chị. Nhà này được xây là một trệt một lầu, có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hẻm trước nhà là hẻm 4m. Thì căn này chủ bán với giá là 1.4 tỷ. Thì giá này là giá chốt nha quý anh chị, có thể bớt lọc cho anh chị được vài triệu thôi. Thì mời quý anh chị vào bên trong căn nhà. Thì nhà này là mua bán vi bằng nha quý anh chị, không có sổ hồng ha. Hiện tại là nhà này chưa có vô nước sạch. Quý anh chị mua về có nhu cầu vô nước sạch đó, thì có thể nói chủ nhà có thể hỗ trợ mình để vô nước sạch ha. Nhà này chủ cho thuê thì mới lấy lại sơn sửa và bán nha quý anh chị. Nhà này xây rất là kiên cố. Ở dưới thì chủ không có làm phòng ngủ, tại diện tích cũng ngắn, chỉ có 4x9 thôi. Thì ở bên dưới chủ sẽ làm phòng khách, nhà vệ sinh và bếp. Thì không gian bên dưới cũng rộng rãi nha quý anh chị. Quý anh chị nào mà tầm tài chính ít, tầm 1.4-1.5 tỷ thì mua căn này về nha. Giờ mình dư xíu tiền thì mình có thể là sắm thêm nội thất. Căn này di chuyển ra chợ ấp 1 quý anh chị, là ngay ngã tư đường 1A với Võ Văn Vân á, thì cũng rất là gần nha, không có xa. Tại hẻm này là hẻm tổ 8 á, và tổ 78 thì cái hẻm này có thể thông ra luôn được đường liên ấp 1-2. Bây giờ mời quý anh chị đi lên trên lầu ha. Thì đa số những căn nhà ở bên lốc B nè quý anh chị, thì qua năm sau thì toàn bộ sẽ lên giá hết nha. Ít nhất cũng 3-50 triệu nha quý anh chị. Tại sắp đến năm 2024 rồi. Thì lúc đó thì huyện Bình Chánh này nó sẽ lên quận ha. Thì lúc đó thì giá nhà sẽ rất là cao. Thì những căn nhà nào ở khu dân cư hiện hữu quý anh chị thì sẽ được kêu làm sổ hồng đầu tiên ha. Ở trên này thì sẽ có hai phòng, có một nhà vệ sinh nữa, nó rất là tiện nha quý anh chị. Cái hướng cũng rất là mát luôn, tại vì trước căn nhà này là nguyên cái hồ rồi, hồ đó là hồ sinh thái đó quý anh chị. Khu này thì dân ở rất là đông. Thì phòng ở dưới này sẽ nhỏ hơn phòng phía ngoài ban công nha quý anh chị. Đây, căn phòng này thì rộng rãi thoải mái hơn. Dạ, căn nhà này được cái là view hồ rất là đẹp. Thì dưới hồ sang rất là nhiều, có mùa nở hoa thì ngắm cảnh tuyệt vời nha quý anh chị. Dạ, em cũng xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip của em. Quý anh chị nào có nhu cầu thì cứ điện thoại trực tiếp số điện thoại của em ha. Dạ, em nhắc lại là nhà này là nhà mua bán vi bằng nha quý anh chị, giá 1.4 tỷ. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau.